Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách viết của những chữ hán tự kế tiếp trong bộ hán tự N5 các bạn ha. Rồi, đầu tiên là chữ Nhật. Nhật bên trái sẽ là cổm, ngang, cổm. Bên trong là nhất, nhất đóng. Rồi, chữ Nguyệt, phiệt, ngang, cổm, bóc, nhất, nhị. Chữ Chu bên phải sẽ là nguyệt, bên trong sẽ là thổ, bên dưới là khẩu, bên trái là xước, bộ xước nó sẽ đi là huyền, ngang, xuống, móc cái bụng, và cuối cùng là nét đóng. Chữ Thời bên trái là bộ nhật, bên phải là chữ thổ, bên dưới là bộ thốn. Chữ Giang bên trái là cổm dài, ngang, cổm ngắn, nhất, nhất đóng, cổm ngắn, ngang, cổm dài, móc, nhất, nhất đóng. Bên trong là bộ nhật sẽ viết ốm lại ha. Còn hai cái cổng bên ngoài này gọi là bộ môn nha các bạn. Rồi, đến chữ Phân, ở trên sẽ là bát, ở dưới là bộ đao. Rồi, chữ Bán, huyền, sắc, nhất, nhất dài, cổm dài, kim, ở trên là nhân nón, ở dưới là nhất, dưới cùng là chữ Phư Katakana. Cho dễ nhớ các bạn ha. Rồi, chữ Mũi, nhân nằm. Bên dưới sẽ là bộ vô. Bộ vô là viết giống như chữ mẫu các bạn. Nhưng mà có điều là ở trong không phải là hai chấm chủ, sẽ là cổm, rồi nhất, ngang. Cuối cùng chữ Ngọ, nhân nằm, nhất, cổm dài ha các bạn ha. Rồi, 10 chữ này về sau cũng tương đối nhiều nét, các bạn lưu ý về cách viết ha.